Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút thứ tư ngày 17 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 16 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Bảo Thắng khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, quyết định mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 42 chỉ tiêu kế hoạch giao, có 22 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 90% kế hoạch trở lên, chỉ còn 3 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch năm. So với mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, có 10 trên 21 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 100% trở lên. Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 18 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai Việt Nam và trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu Trung Quốc đã tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới mà hai bên phụ trách. Tại vạch phân định đường biên giới, cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai Hà Khẩu, đội trưởng tuần tra của hai bên gặp gỡ, trao đổi các phương án, trong đó mỗi bên thành lập một đội tuần tra trên bộ, tuần tra theo hình thức điểm đối điểm, biên đối biên. Quá trình tuần tra, lực lượng biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã được chính phủ hai nước ký kết. Buổi tuần tra thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục trao đổi thông tin qua đường dây nóng hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp trên cửa khẩu, giải quyết hài hòa sự việc xảy ra trên biên giới cửa khẩu, tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, buôn lậu, ma túy. Công an huyện Văn Bàn vừa tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại trụ sở đơn vị. Lực lượng tham gia diễn tập thực hiện các biện pháp khắc phục cứu người, tài sản với hai tình huống giả định là lửa bốc cháy tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận nhà dân cao và mưa lũ làm sạt lở đất đá tại khu vực nhà tạm giữ của công an huyện. Một số phạm nhân vẫn đang bị mắc kẹt, lượng đất đá sạt lở lớn gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Với việc nắm vững quy trình, có kỹ năng xử lý cháy nổ, thiên tai và thành thạo sử dụng các trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ, các lực lượng xử lý nhanh dứt điểm các tình huống. Qua thực tập, nhằm nâng cao kỹ năng, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống cháy nổ, thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Những năm gần đây, xã Bản Vược, huyện Bát Sát luôn nỗ lực trong công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột nhanh chóng và hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững. Tại nhà văn hóa thôn San Lùng, một số hộ dân cùng tham dự buổi hòa giải mâu thuẫn về ranh giới đất giữa hai gia đình. Anh Chảo Láo San, một hòa giải viên giàu kinh nghiệm, chủ trì buổi thảo luận. Với sự nhiệt tình, khéo léo của anh San, hai bên đã tìm được tiếng nói chung, đồng ý hòa giải trên cơ sở thấu hiểu và cảm thông. Sau khi định hướng, hai bên cũng đã thỏa thuận và đi đến thống nhất là sẽ giữ nguyên hiện trạng, không từ nay vì nắm rõ cái ranh giới rồi thì sẽ không còn tranh chấp nữa. Để phát huy hiệu quả, xã Bản Vược xây dựng mạng lưới hòa giải viên từ cấp xã đến thôn. Các hòa giải viên được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và phân tích tình huống. Họ không chỉ là những người giải quyết mâu thuẫn mà còn là người bạn thân thiết của mỗi gia đình, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Trước đây gia đình tôi và hàng xóm có xích mích lớn về việc chăn nuôi gia súc. Nhờ có sự giúp đỡ của các hòa giải viên, giờ đây không chỉ mâu thuẫn được giải quyết mà tình làng nghĩa xóm còn thêm gắn bó. Ngoài giải quyết mâu thuẫn về đất đai, tài sản, xã Bản Vược còn chú trọng đến việc hòa giải các mâu thuẫn về hôn nhân gia đình và các vấn đề xã hội khác. 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ hòa giải thành công tại xã lên đến 95%. Giảm thiểu đáng kể số vụ tranh chấp phải đưa lên cấp trên. Một số vụ việc lớn tôi đã chỉ đạo các thôn cũng hoàn thiện toàn bộ các cái biên bản các bước. Sau đó ủy ban xã tôi sẽ tiến hành hòa giải ở bước thứ hai. Thì cơ bản là đến cái bước thứ hai thì đa phần là thành công chứ cũng chưa có cái vụ việc nào mà phải chuyển lên cho tòa án nhân dân cấp trên. 6 tháng thì các cái vụ việc hòa giải trên địa bàn thì đã hòa giải thành đạt
tỷ lệ hiện nay là đến 87%. Có một số xã đạt tương đối tốt về công tác hòa giải như Quang Kim, Bản Vược và Thị Trấn. Là một số xã cũng là điển hình vùng cao thì anh có Phìn Ngan cũng thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở này. Thời gian tới, Bản Vược sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo cho hòa giải viên, tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội để hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm thị xã Sapa đã lập hồ sơ xử lý 29 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong đó có 7 vụ cháy gây thiệt hại trên 31 hectare, gồm trên 22 hectare rừng tự nhiên và trên 8 hectare rừng trồng. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng xảy ra gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Đặc biệt, diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn thị xã rộng, địa bàn phức tạp, đi lại khó khăn, nhận thức của người dân về bảo vệ rừng còn hạn chế, trong khi biên chế lực lượng kiểm lâm mỏng. Bên cạnh đó, tình trạng trồng chéo diện tích đất rừng giao cho các tổ chức cá nhân và hộ gia đình còn xảy ra. Nhiều công trình dự án triển khai liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Thực trạng này khiến cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thị xã gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 sẽ có 33 lễ hội được tổ chức. Cụ thể, tổ chức 4 lễ hội cấp tỉnh gồm lễ hội văn hóa và lễ hội di tích lịch sử văn hóa, 29 lễ hội cấp huyện ở các nội dung lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa, lễ hội di tích lịch sử văn hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan chuyên môn phải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lễ hội và tổ chức lễ hội. Các hoạt động của lễ hội phải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Qua các lễ hội nhằm phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, nhằm quảng bá, giới thiệu về văn hóa con người Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, công dân số được xem là yếu tố nền tảng cho sự phát triển xã hội số và quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số. Thời gian qua, việc đồng hành, hỗ trợ người dân trong tỉnh làm quen, cài đặt và sử dụng dịch vụ số trong cuộc sống được các địa phương, cơ quan chuyên môn quan tâm thực hiện đã góp phần hình thành và phát triển công dân số, ghi nhận tại huyện Bảo Thắng. Với chiếc điện thoại thông minh đã được hỗ trợ tích hợp các ứng dụng như VNEID, app ngân hàng, sổ khám bệnh điện tử, ông Đào Trọng Khiêm luôn thuận lợi khi thực hiện các giao dịch với ngân hàng, thực hiện các thủ tục hành chính. Tôi ví dụ như là cái giao dịch với ngân hàng chính sách, cái nhóm của tôi là khoảng 40 người, thì tôi thao tác với ngân hàng chỉ trong vòng khoảng 25 đến 30 phút là xong tất cả mọi giao dịch. Đấy. Nhưng nếu mà ngồi làm bằng như trước đây, mà tính bằng giấy tờ trên tay thì nó phải mất một ngày. Hốc Đá là thôn đầu tiên của xã Xuân Quang xây dựng thôn nông thôn mới thông minh. Với sự nỗ lực của Tổ công nghệ số cộng đồng, hiện 100% người dân trong độ tuổi đã được cài đặt định danh điện tử mức độ 2, mang lại nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thứ nhất là tiết kiệm được thời gian, thứ hai nữa là không là tiết kiệm được việc là tiền của đi lại, xăng xe đi lại. Thứ ba nữa là cũng minh bạch được trong cái nhà tự giải quyết thủ tục hành chính. Nếu gia đình nào không làm được ở nhà hoặc là điện thoại mạng yếu là có thể là đến nhà văn hóa, kể cả ngày và đêm có thể đừng làm được cả. Toàn tỉnh có 1.562 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 7.360 thành viên. Lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng được các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội số, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, nền tảng số, công nghệ số đã đến với mỗi gia đình, từ người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Mới đầu thực hiện thì người dân còn bỡ ngỡ, nên là cũng có cái e ngại. Sau khi có tổ hướng dẫn, tổ công nghệ số của thôn ấy, thì hướng dẫn thì được theo cái tổ được tập huấn và cũng quay về hướng dẫn cho người dân ấy, thì người dân đến nay thì đã thực hiện thuần thục việc sử dụng các cái thiết bị thông minh để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính với người dân. Cùng với tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, thời gian tới Lào Cai sẽ tập trung triển khai các nhóm tiện ích để ngày càng có nhiều công dân biết chủ động ứng dụng, khai thác hiệu quả các tiện ích công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính,
phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Vâng, như vậy là từ 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo kết quả sơ bộ, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Lào Cai đạt 99,68%, cao hơn so với năm trước là 99,5%. Thống kê nhanh, toàn tỉnh có 28 đơn vị trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Trường trung học phổ thông số 2 huyện Simacai có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất 96,69%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Lào Cai có 8.062 thí sinh dự thi, 8.036 thí sinh đỗ tốt nghiệp. Và để tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thì thí sinh và người nhà thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo như sau. Bước 1. Truy cập vào website tra cứu điểm.thi tốt nghiệp thpt.edu.vn. Bước 2. Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu. Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 qua trang thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, thành phố. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 7. Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, môn thi. Hạn chót nộp đơn xin phúc khảo là 17 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần. Khoảng một tháng nữa, thủ phủ nhãn lồng Hưng Yên sẽ chính vụ thu hoạch. Những năm gần đây, nhiều nhà vườn trồng nhãn tại Hưng Yên đã chuyển sang canh tác theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm nhãn sạch, an toàn, đáp ứng các quy chuẩn trong tiêu dùng và xuất khẩu. Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 5.000 hectare nhãn, trong đó 34% diện tích được trồng theo quy trình Việt Gáp. Riêng tại thành phố Hưng Yên, có gần 10 hectare nhãn đã nâng cấp từ Việt Gáp sang canh tác theo hướng hữu cơ. Bên cạnh đó là hơn 10 điểm đã được cấp mã số vùng trồng OTAS. Nhiều sản phẩm nhãn long nhãn của các hợp tác xã, tổ hợp tác đã được công nhận sản phẩm OCOP, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cây trồng chủ lực của Hưng Yên. Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, doanh thu của các đơn vị tại đường sách thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 8,3 tỷ đồng với 122.747 cuốn sách được bán ra, trong đó doanh thu từ sách thiếu nhi đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Sau nửa năm đi vào hoạt động, tại đường sách thành phố Thủ Đức diễn ra hơn 170 sự kiện như giao lưu tác giả tác phẩm, chương trình nghệ thuật, giao lưu âm nhạc, sân chơi thiện nguyện của cộng đồng yêu sách. Từ đó từng bước đưa đường sách này trở thành điểm đến được yêu thích của người dân, nhất là học sinh sinh viên. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Pháp đã chấp thuận đơn từ chức của nội các chính phủ thủ tướng của nước này. Tuy nhiên, chính phủ hiện nay vẫn đảm nhiệm vai trò tạm quyền cho tới khi các chính đảng nước này đạt đồng thuận về đề cử thủ tướng mới. Nhiệm vụ chính của chính phủ tạm quyền trong thời gian tới là đảm bảo Olympic Paris 2024 dự kiến khai mạc vào ngày 26 tháng 7 tới diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, chính phủ tạm quyền được cho là không thể đề xuất dự luật mới hay thực hiện bất cứ sự thay đổi lớn nào. Do đã từ chức, nên nội các của Thủ tướng vẫn có thể tham gia bầu Chủ tịch Quốc hội vào ngày 18 tháng 7 tới. Hiện Pháp đang rơi vào tình trạng quốc hội treo khi các chính đảng nước này vẫn chưa thể nhất trí về lựa chọn nhân sự sẽ giữ cương vị Thủ tướng để thành lập chính phủ mới. Giới chức Oman xác nhận đã có tổng cộng 9 người thiệt mạng và gần 30 người khác bị thương trong vụ nổ súng trước đó tại thủ đô Muscat. Những đối tượng tham gia tấn công đều đã bị tiêu diệt. Theo cảnh sát Oman, đã có tổng cộng 6 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát cùng 28 người khác bị thương, mang theo nhiều quốc tịch khác nhau. Thông báo cũng xác nhận 3 đối tượng thực hiện vụ tấn công đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, cảnh sát hiện chưa công bố thông tin về động cơ gây án, cũng như việc bắt giữ những đối tượng liên quan khác. Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận 4 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ việc. Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman cũng xác nhận nạn nhân thiệt mạng còn lại là công dân nước này.
Ngày 16 tháng 7, Nhật Bản cho biết đã hoàn thành đợt 7 xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra đại dương với số lượng khoảng 7.800 tấn. Công ty điện lực Tokyo, TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đã xả khoảng 7.800 tấn nước trong đợt xả mới nhất, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 và không phát hiện thấy mức tritium bất thường ở vùng biển gần đó. Đây là đợt xả thải thứ 3 của TEPCO trong năm nay và công ty này có kế hoạch xả thêm 4 lần nữa trong năm tài khóa 2024, kết thúc vào tháng 3 sang năm. Trước khi xả ra biển, TEPCO đã sử dụng hệ thống xử lý chất lỏng hiện đại toàn bộ nước làm mát nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Fukushima, giúp loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ ngoại trừ tritium. Nhiều khu vực tại Trung và Đông Âu đã phải đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng khi nhiệt độ tại một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Tại Rumani, nhiệt độ được dự báo có thể lên tới 42 độ C, buộc nhà chức trách phải ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo tại hầu hết các khu vực trên cả nước. Dịch vụ y tế khẩn cấp Rumani cũng ghi nhận hàng trăm nghìn cuộc gọi thông báo về các vụ say nắng, đau đầu và ngất do nắng nóng. Còn tại Ba Lan, nhiệt độ ở thủ đô Warsaw cũng đã vượt ngưỡng 32 độ C và người cao tuổi được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Điều kiện nắng nóng gay gắt cũng đang khiến nhà chức trách gặp khó khăn trong việc khống chế các đám cháy rừng tại Cộng hòa Bắc Macedonia. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.